Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Bùi Phương Thảo, sinh năm 1996, trú ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự, và Trần Thị Hương, sinh năm 2004, quê thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình, tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 7, Tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Thanh Xuân, phối hợp công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện tại ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, nữ giới đang giao hàng cho hai nam giới mặc áo xe ôm công nghệ bi với biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã chia tổ để bám sát từng đối tượng. Tổ trinh sát thứ nhất đi theo nam giới mặc áo xe ôm công nghệ đi xe máy biển kiểm soát 18F1340XX đến trước số 42/180 Kim Hoa Phương Liên, Đống Đa. Người này giao đơn hàng cho phụ nữ đang chờ. Khi kiểm tra tài xế xe ôm, sinh năm 1971 ở Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, khai đang giao hàng theo đơn trên ứng dụng Bi. Khách nữ nhận hàng là Trần Thị Hương. Hương cho biết vừa đặt mua ma túy trên mạng xã hội Telegram với giá 3 triệu đồng và được giao qua ứng dụng xe ôm công nghệ về địa chỉ số 42/180 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa. Khi Hương nhận hộp bánh chứa ma túy từ tài xế xe ôm thì bị công an kiểm tra. Hương tự giác bóc lớp kem trong hộp, bên dưới có một túi ni lông chứa ma túy nộp cho công an. Trong khi đó, tổ trinh sát thứ hai bám theo một nam giới lái xe máy biển kiểm soát 30P439XX chờ cô gái vừa giao hàng. Khi đến số 200 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam tài xế xe máy, sinh năm 1992, ở Kim Lan, huyện Gia Lâm, đang chở Bùi Phương Thảo, sinh năm 1996, trú ở phường Phương Mai, quận Đống Đa đi ăn. Bùi Phương Thảo khai nhận, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7, tại ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Thảo đặt shipper giao 3 đơn hàng đến 3 địa chỉ khác nhau. Đơn hàng là các hộp bánh bên trong chứa ma túy. Thảo được trả công 200.000 đồng mỗi đơn. Thảo đã giao tổng 3 đơn hàng và được trả công 600.000 đồng mỗi đơn. Tổ trinh sát thứ 3 đi theo nam giới mặc áo xe ôm công nghệ bi, lái xe máy biển kiểm soát 19D1242XX đến trước số 7 Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân. Tổ công tác áp sát dừng xe người này kiểm tra. Nam giới mặc áo xe ôm công nghệ bi khai sinh năm 1973, trú ở khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, huyện Thanh Oai, vừa nhận hai đơn hàng của một phụ nữ đi ra cho khách. Tổ công tác yêu cầu tài xế kiểm tra gói hàng, phát hiện một túi ni lông màu đỏ, bên trong có hai hộp giấy hình trụ chứa bánh kem chồng lên nhau. Trong lớp bánh kem của hộp bên dưới có một túi ni lông màu trắng chứa tinh thể màu trắng, một túi ni lông màu xanh, bên trong có ba hộp giấy hình trụ chứa bánh kem chồng lên nhau. Trong lớp bánh kem của hộp bên dưới cùng có một túi ni lông màu trắng, bên trong chứa 4 viên nén màu ghi. Cơ quan xác định tăng vật thu giữ gồm hơn 3,7 gram ma túy loại ketamin, hơn 2,2 gram ma túy MDMA. Quá trình đấu tranh, Bùi Phương Thảo khai nhận còn giấu ma túy ở phòng trọ tại số nhà 27, ngách 42 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung. Công an thu giữ thêm 30 túi ni lông có tổng khối lượng hơn 209 gram ma túy loại ketamin, 145 viên nén màu vàng, bên trong 3 túi ni lông khối lượng trên 61 gram ma túy loại MDMA, 1.000 viên nén màu ghi, bên trong chứa ma túy loại MDMA, 1 cân điện tử dính ma túy loại ketamine. Bùi Phương Thảo khai quen biết xã hội với một người đàn ông tên Huy. Thảo nói với Huy về việc mình đang thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, nên Huy bảo Thảo có về làm cho Huy, công việc là giao ma túy cho khách. Sau đó Thảo lên ứng dụng xe ôm công nghệ đặt đơn hàng. Khi có người nhận đơn, Thảo gửi thông tin người nhận và giao các hộp bánh ngọt chứa ma túy cho xe ôm, trả tiền vận chuyển. Mỗi đơn giao thành công, Thảo được Huy trả công 200.000 đồng. Trong khi đó, bạn trai của Thảo thừa nhận đầu giờ chiều mùng 2 tháng 7, anh ta bắt xe taxi từ huyện Gia Lâm đến khu vực Phương Thừa Vũ, phường Khương Mai để gặp Thảo đi ăn và không biết bạn gái cất giấu ma túy trong các hộp bánh. Người này cũng chưa đến phòng trọ của bạn gái bao giờ nên không biết Thảo cất giấu ma túy ở đó. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi những người liên quan.